Trân trọng kính chào tất cả quý đầy tớ Chúa, quý ông bà anh chị em trong buổi tối hôm nay, và chào quý anh chị em ở trong hội thánh đổi mới, Tin Lành đổi mới, và ở trong hội thánh Agape. Kính chào quý anh chị em, rất là vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa. Tôi xin đại diện cho nhóm học kinh thánh Vietnam Edition Missionary Alliance, tức là Hội Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam. Quý anh chị em ở đây cùng hiệp ý với nhau để có những cái buổi học kinh thánh trong buổi tối thứ sáu để gây dựng đức tin và cũng có cơ hội để rao giảng về tình yêu của Chúa cho nhiều người ở trên thế giới này, nhất là người Việt Nam, để biết đến Chúa và tin Chúa. Và chúng ta là những con cái Chúa thì cũng được lớn lên ở trong lời của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa vì có những đầy tớ Chúa đến để giúp đỡ đồng con của chúng ta. Chúng ta rất là vui, cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa chúc phước lại cho quý đầy tớ Chúa, quý ông bà mục sư và cho quý con cái Chúa đã ủng hộ cho chương trình này. Xin Chúa ban phước cho và quý vị nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng ta tiếp tục ở trong buổi tối, chúng ta sẽ nghe đầy tớ Chúa để trước khi đầy tớ Chúa đến với chúng ta qua lời của Chúa thì chúng ta sẽ có dành thời gian để cầu nguyện dâng giờ nhóm tối hôm nay cho Chúa. Tôi xin trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Thị Trung thay mặt để cầu nguyện Chúa ban phước trong giờ nhóm tối hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Con kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con lớn tiếng tạ ơn Chúa vì trong ngày chúng con được bình an. Chúng con tạ ơn Chúa buổi chiều hôm nay cho chúng con có cơ hội lên Zoom cùng nhau là để chúng con có thời giờ tương giao với Chúa cũng như chúng con thông công với nhau, và đặc biệt là chúng con cùng ca ngợi Chúa, cùng học hỏi lời Chúa, cũng như rao giảng lời của Chúa, trước nhất là cho chúng con, cũng như đem lời Chúa cho những đồng hương của chúng con. Dầu hiện tại thì chúng con thấy chỉ có một số ít người, nhưng chúng con giữ chương trình này để rồi chúng con cũng truyền bá ra cho những người thân chúng con được nghe về lời Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Chúa Ngài ở cùng mỗi một chúng con, nhất là Chúa bao phủ đầy tớ của Chúa, mục sư Hồ Thế Nhân trong trọng trách chia sẻ lời Chúa buổi tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con kính cẩn dâng thì giờ chúng con thờ phượng Chúa, học lời Chúa buổi tối hôm nay dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn mục sư. Để tiếp nối chương trình, bây giờ thì tôi xin phép được hát Tôn Vinh Chúa một bài thánh ca với tựa đề là Tiếng Chúa Gọi. Chúng ta rất là vui khi Chúa đến thế gian này để tìm và cứu kẻ hư mất, trong đó có tôi. Và khi nghe tiếng của Chúa kêu gọi thì tôi cảm thấy rằng cuộc đời tôi rất là sung sướng vì được đến gần Chúa để thờ cùng Chúa, và nhờ nơi dòng huyết mà tôi được tha thứ, được rửa sạch tội, và đời tôi được trở nên trắng hơn ngà, và tôi được tự do để thờ cùng Chúa. Đó là lòng biết ơn tôi muốn dâng lên Chúa bài ca Tiếng Chúa Gọi. Xin lại đây, xin nguyện
lưu nơi cửa tha, làm tôi xanh trắng hơn nào. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thôi, lời hứa cho đến nghìn ấm nghiêm hỏi cùng ai thần quyết tuân hành. Xin lại đây, xin quyết liêu nơi cô ta, làm tôi xanh trắng hơn ngài. Xin quyết liêu nơi cô ta, làm tôi xanh trắng hơn ngài. Amen. Tiếp theo chương trình thì xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để lắng nghe đầy tới Chúa là mục sư Hồ Thế Nhân sẽ giải bày lời Chúa cho chúng ta. Xin trân trọng kính mời mục sư. Dạ. Cảm ơn Chúa cho chúng ta được cơ hội để một lần nữa học lời Chúa với nhau. Rất là vui để có cơ hội để kết nối với một số quý con cái Chúa ở xa gần. Ở với chúng tôi hội thánh thì có các anh em như tôi có giới thiệu, ở xa thì có ông bà Cang với anh chị Sơn ở Arizona cũng có tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Cũng có anh chị Mừng, anh Mừng chị Trúc cũng ở Anaheim Hills cũng kết nối với chúng ta. Rồi có những anh em trong hội thánh Tin Lành Đổi Mới mà từng rồi tôi cũng có giới thiệu cho một số quý vị, cho nên cảm ơn Chúa cho chúng ta được cơ hội để bồi linh và học lời Chúa. Từng rồi thì chúng ta suy gẫm về Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống. Chủ đề của ngày hôm đó và hôm nay thì nó cũng liên hệ với nhau, là hôm nay đó là không phải chỉ sự sống đời đời, mà hôm nay là nói về Chúa là Đức Chúa Trời ban cho đời sống tin kính, đời sống tin kính. Thì tôi sẽ cùng với quý vị học lời Chúa ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 từ câu 11 cho đến câu số 16. Đoạn 6 từ câu 11 cho đến câu số 16. Mời cô Mỹ Hạnh có thể đọc cho mọi người câu 11 cho đến câu số 16 của Timôthê thứ nhất đoạn 6. Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 11 đến 16. Rồi sau đó tôi cầu nguyện là chúng ta bắt đầu suy gẫm lời Chúa. Dạ, mời cô. Dạ, cảm ơn mục sư. Tôi xin phép được tuyên đọc lời của Chúa ở trong Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 6 câu 11 đến câu 16. Khuyên Timôthê, nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ Phi-lát, ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phúc và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa. Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Cảm ơn Amen. Đức Chúa Trời, lời của Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Trời, lời của Chúa. Tôi cầu nguyện một lời rồi chúng ta xin gẫm lời Chúa. Lạy Cha Thánh, chúng con vui mừng tạ ơn Chúa ngày cho chúng con cơ hội ở các nơi. Chúng con biết một số quý ông bà em chúng con giờ nhiều lý do khác nhau mà con không đến được với nhau trong giờ nhóm, cho nên chúng con chỉ dùng phương tiện của Zoom để chúng con lời Chúa với nhau.
Xin Chúa ngài ở cùng và ban ơn sức cho chúng con, sức dầu cho người ở lòng mọi người nghe. Ban ơn cho tất cả chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý vị có nghe được tôi nói rõ không ạ? À? Dạ thưa nghe. Dạ. Okay. Dạ nghe được mục sư. Dạ được, tốt quá. À, như có cái âm thanh của ai nó hơi vang đó, cho nên tôi không biết nó bị loạn qua của tôi hay không. Nếu mà được cô Bí Hạnh mute mọi người dùm khi nào ai cần thì mình tính sao. Người Việt mình có cái câu nói là ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở đẹp người chê, ở hẹp người chê, cao thì chê ngóng, thấp thì chê lùn, tròn thì chê béo tròn béo trục, nghèo thì chê xương sống xương sườn phơi ra. Thật sự sống để cho được đẹp lòng người khác, để được vừa lòng người khác thì rất là khó, vì mình sẽ được lòng người này mà mít lòng người khác, hoặc là có những khi thì nó đổi lại, những người mà đã trước đây đã từng đẹp lòng thì bây giờ không đẹp lòng nữa. Cho nên nhiều khi mình suy nghĩ, nếu mà mình sống để rồi một mai mình chết đi đó, thì không biết là người ta có nghĩ gì về mình nữa hay không, hay là cái bia mộ nó sẽ ghi gì ở trên đó về mình. Ở tại một cái thành phố nó gọi là Tombstone. Thành phố này là thành phố khét tiếng là những người cao bồi ngày xưa họ tranh đấu với nhau về quyền lợi, về vàng và tất cả những cái đó, và họ đã thường có những cuộc bắn lộn với nhau. Tôi nghĩ ngày hôm nay thì cũng không có xa với ngày xưa. Nhưng mà tại đó nó có một cái nghĩa trang, mà đặc biệt là nghĩa trang này nó có một những cái mộ bia của những người du đảng, những tên sát thủ khét tiếng vào thời lúc bấy giờ. Ở tại đó có một mộ của một người tên là Lester Moore, và trên cái bia mộ của người này để đó là "Here lies Lester Moore, four legs from 44, no less, no more." Thì dịch lại đó là nơi đây Lester Moore nằm yên, lãnh đủ trọn 4 viên từ súng tiểu liên, không gì để ngạc nhiên. Và những người mà họ đã từng ở đó thì họ biết cái anh chàng Lester Moore này là một tên du đảng khét tiếng. Và cuối cùng thì anh cũng đã chết về khẩu súng, trong khi cuộc đời của anh đó là anh cũng dùng khẩu súng để kiếm ăn và đã hoành bá trong một thời. Những nơi khác có những mộ của một người, đây là nằm đây là hai xém, người bị chết chém vì tội ba lém, không hơn không kém. Và một bia mộ khác ở một nơi khác nói là nằm đây là ba ật, đa tài nhiều tật, lời ngọt như mật nhưng không một chút gì thành thật. Cái người đã chết rồi nhưng mà họ cũng không có tha, và họ vẫn để lại cái tiếng của cái người đó. Người Việt mình nói đó là hổ chết để da, mà người chết đó thì để tiếng. Cho nên nếu mà mình sống như thế nào để mình để tiếng cho người khác đó, thì rất là khó. Thì cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta đó là không phải sống để đẹp lòng người khác, mà sống để được đẹp lòng Chúa. Chúng ta chỉ nhắm một điều, đó là chúng ta sống như thế nào để được đẹp lòng Chúa, đó là đủ rồi. Còn ở trong cái lễ tang của mình, trong cái lời tán dương, những cái eulogy đó họ nói gì đó, thì thật sự mình không có thể tin hết được. Nhất là trong lễ tang đó thì người nhà, người thân họ nói theo dệt rất là nhiều, nói lên những cái đẹp, những cái tốt của người quá cố, chứ ít có ai nói trọn vẹn những khía cạnh. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho đời sống của chúng ta sống như thế nào đó là chỉ được một điều, và một điều đó nó nằm ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta xem ở trong đoạn 6 câu 11 đó.
đoạn 6 câu 11 đó là: nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời. Người của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ quý vị, quý ông bà, anh chị em ở đây, nếu mà Chúa cho sống cả cuộc đời mình đến cuối cùng á, mà mình chỉ cần được gọi là người của Đức Chúa Trời, a man of God hay là a woman of God, người của Đức Chúa Trời. Mình không cần phải là người của một cái gì khác hơn, của một tổ chức hay là có cái gì hết á. Mình chỉ cần làm người của Chúa là đầy đủ. Dù người ta nói gì về mình, dù người ta nghĩ gì về mình, miễn sao trước mặt Chúa mình nói, có thể nói một điều hay là Chúa nói với mình đó là con là người của ta. David là một chàng thanh niên khiêm nhường. Saul là một vị vua dền dàng, tướng tá và rất là đẹp mắt con người. Nhưng mà Chúa nói là Chúa không nhìn những gì loài người xem, nhưng mà loài người xem bề ngoài, như Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Cho nên Chúa nói là Chúa đã lấy cái ngôi vua và Chúa sẽ đưa cho một người theo lòng của Chúa, a man after my own heart. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, bao nhiêu cái thất vọng, bao nhiêu cái lời oan tiếng ức của mình mà mình phải chịu, mình phải gặp đó quý vị, nó không có còn quan trọng nữa. Cái quan trọng nhất đó là mình có thể tin một điều đó, mình có phải là người của Đức Chúa Trời hay không. Người của Đức Chúa Trời không hẳn phải là một người trọn vẹn. Người của Đức Chúa Trời là một người biết sai và sửa, biết ân điển của Chúa mà khiêm nhường, và đó là người của Đức Chúa Trời. Cho nên trong phân đoạn này, để làm một người của Đức Chúa Trời đó, có bốn điều. Mà bốn điều này nó nằm ở trong bốn chữ mà tôi xin quý vị lưu ý, để quý vị dùng cái viết của mình đó, để quý vị khoanh tròn những cái chữ này. Quý vị xem từ câu số 11 đó. Cái chữ thứ nhất đó là chữ tránh. Tránh tức là hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh. Cho nên quý vị để ý cái chữ đó là chữ thứ nhất là tránh. Chữ thứ hai đó là chữ tìm. Tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, vân vân. Và chữ thứ ba đó là chữ đánh trận. Chữ đánh trận ở trong câu số 12, hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành. Tức là ba cái động từ ha. Thứ nhất là tránh, thứ hai là tìm, và thứ ba đó là đánh trận. Okay. Và chữ cuối cùng đó là câu số 14, là chữ giữ, phải giữ điều răn. Thì bốn chữ đó là bốn điều mà tôi xin chia sẻ ở đây, để như thế nào mình có một đời sống tin kính. Chúa không phải chỉ ban cho chúng ta sự sống đời đời là món quà, nhưng mà Chúa cũng muốn cho chúng ta có đời sống chẳng những là vĩnh cửu, vĩnh hằng đời đời, nhưng mà có một đời sống tin kính ở trên đất này. Chứ không phải chỉ đợi về với Chúa, nhưng mà hiện bây giờ trên đất chúng ta có một cái đời sống tin kính. Thì đó là bốn điều mà chúng ta sẽ học qua. Cho nên điều thứ nhất chúng ta nói ở đây đó là cái chữ mà tôi nói đó là phải tránh xa. Tránh xa tức là tránh xa cái gì? Ở đây nói là hãy tránh những sự đó đi. Thì ở đây nói là những sự đó là những sự gì? Thì mình coi cái mạch văn, cái context. Mình học Kinh Thánh đó, thì mình biết nó có thượng văn, hạ văn. Cái mạch văn đó là như vậy. Thì thượng văn đó là những gì ở trên, tức là ở trước. Và hạ văn là những gì ở dưới, những gì đến sau. Thì như vậy đó, tránh những sự đó là những sự gì, thì chúng ta phải đi ngược lại. Ở trong đoạn 6 này, thì đoạn 6 này nói rất là nhiều, nói về sự lầm bầm của dân sự của Chúa trong đồng vắng, vì họ không có thỏa lòng. Thì Chúa nói một đời sống tin kính đó, là vả sự tin kính cùng với sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Thì cái đó là cái điều mà Chúa nói đây. Nhưng mà câu số 9 đó, quý vị để câu số 9 đó, câu số 9 của Timothée thứ nhất đoạn 6 nói đó là: còn những kẻ muốn nên giàu có
ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong những sự tham muốn vô lý. Thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều sự đau đớn hay là nhiều điều đau đớn. Có nghĩa là ông Phaolô ông nhắc với Timôthê để nhắc cho hội thánh đó, là muốn làm người của Đức Chúa Trời, muốn có một đời sống tin kính đó, là cái người phải tránh đi cái ham hố của đời này. Tránh đi những cái ham hố của đời này. Có nhiều người họ đọc Kinh Thánh và họ trích Kinh Thánh nó không có chính xác, không có chuẩn. Họ nói là tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Thật ra Kinh Thánh không có nói tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Tiền bạc là cái phương tiện để cho chúng ta dùng cho cuộc sống. Mà Chúa Giê-xu đã nói là cái gì của Cê-sa trả cho Cê-sa, mà cái gì của Đức Chúa Trời trả cho Đức Chúa Trời. Thì trên đồng tiền có cái hình của Cê-sa. Nếu mình dùng cái số tiền đó thì mình phải chịu đóng thuế. Nhưng mà trên đời sống của mình mang cái ảnh tượng của Chúa đó, thì mình phải dâng cái cuộc đời mình cho Chúa. Tiền bạc nó là cái phương tiện để chúng ta sống. Và chúng ta cũng có thể dùng cái lợi của cái tiền để phục vụ nhà Chúa. Chúng ta dâng hiến, chúng ta giúp đỡ cho các giáo sĩ, các đầy tớ Chúa, các con cái Chúa có những nhu cầu. Thì đó là cái cách trao đổi ở trên đời này. Nếu mà họ trao đổi bằng hột me thì mình cũng sẽ phải dùng hột me. Nếu mà họ trao đổi bằng hột dẻ thì mình dùng hột dẻ. Nhưng mà bây giờ thì họ đã trao đổi bằng bạc thì mình dùng bạc. Cho nên đây chỉ là một cái phương tiện. Nhưng mà cái sự tham muốn, cái quyền lợi, tham muốn tiền bạc đó, thì cái đó, đó mới là cội rễ của mọi điều ác. Và Kinh Thánh nói đó là chuốc lấy nhiều điều đau đớn là trong cuối câu số 10 đó quý vị. Cái chữ đau đớn này đó, quý vị biết cái chữ đó là cái gốc đó là duno. Mà nó là cái chữ là dun á, dun là cát lúng đó. Mình biết cái chữ sa mạc nó có cái dun đó, thì người ta vật lộn ở trong cái cát lúng đó, quicksand đó, thì người ta bị chìm xuống và nó bị ngộp thở. Cho nên có những cuộc đời mà họ vì cái lợi ích, vì cái ham hố mà họ bị xuống hố. Vì cái ham hố mà họ bị xuống hố. Thì ông Phaolô ông bảo Timôthê và chúng ta đó, muốn có đời sống tin kính, muốn làm người của Đức Chúa Trời đó, thì con phải tránh xa những cái ham hố của đời này. Mà quý vị biết là ham hố của đời này nó không phải chỉ là tiền bạc, nó có nhiều vấn đề lắm. Cái tiền, cái tiếng, cái tình, những cái đó là những cái con người ham hố. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tôi. Cái tôi của mình đó là cái nó làm cho mình bị vấp ngã, và mình phải tránh cái đó là như vậy. Tôi thường nói trong sự học Kinh Thánh, tôi nói cái tôi của mình đó, có những lúc nó rất là sắc. Có những lúc cái tôi của mình đó, nó cũng rất là huyền. Mà lúc nào cũng bị cái tôi của mình nó rất là nặng. Thì mình thấy cái chữ tôi á, mà sắc á, là tôi sắc tối. Cái tôi của mình nó huyền á, là tôi huyền tội. Mà cái tôi mình nó nặng á, là tôi nặng tội. Cho nên cái tôi á, là mình bỏ sắc huyền nặng vô á, là nó sẽ dẫn mình đến cái sự mà ông Phaolô nói là những điều đau đớn. Cho nên phải tránh xa những cái điều đó. Có những người chỉ vì cái danh vọng, vì cái địa vị mà họ không có nhận, họ sai. Tôi nhớ tôi đi giảng cho một cái bồi linh, thì tôi giảng hai buổi và ông diễn giả giảng hai buổi, kia giảng hai buổi. Thì tôi nhớ ông này là một ông người Mỹ da đen, mà ban đầu thì tôi không biết ổng, nhưng mà sau đó khi tôi biết tên ổng và tôi mới biết ai đây là một cái người thương gia nổi tiếng ở bên miền đông của nước Mỹ. Tại vì tôi đọc báo thì tôi biết cái tên của người này. Thì tôi rất là ngạc nhiên, vì tôi chỉ tưởng ông này chỉ là một thương gia thôi, mà tôi không biết ổng là một con cái Chúa và là một chấp sự, cũng như là một người thường đi làm chứng về Chúa. Thì ổng không có giảng, chỉ làm chứng thôi. Thì rất là ngạc nhiên đó, vì ông làm chứng đó là hồi trước khi mà ông
ông được thành công đó, thì ông làm cho một cái công ty rất là lớn. Thì công ty đó họ đãi ông rất là tốt, và cái chức vụ của ông lên kể như là phó chủ tịch. Phó chủ tịch thì kể như là gần như chủ tịch, gần như là chairman rồi. Nhưng mà ông có làm một cái lỗi gì đó ở trong cái tổ chức, mà vì ông sợ bị mất mặt cho nên ông che đậy và ông tìm cách để ông khỏa lấp cái lỗi lầm đó. Nhưng mà rồi ông càng che đậy, càng khỏa lấp đó, thì cái nan đề nó càng vỡ ra thêm, nó càng hư ra thêm. Đến một cái giai đoạn đó là cả cái hội đồng quản trị họ phải họp lại và họ phải cắt chức ông. Vì họ nói với ông đó là thật sự đó là chúng tôi rất là quý, rất là thương ông. Lỗi của ông thật ra nó không có lớn, chúng tôi có thể giải quyết được cái lỗi đó. Nhưng mà cái chúng tôi không chấp nhận đó là ông không thành thật nhận lỗi, mà ông còn che đậy, ông còn tranh đấu, ông còn tìm cách này cách kia để đổ lỗi cho người khác và không nhận lỗi cho chính mình, và làm cho cái công ty này nó bị chia rẽ với nhau và nó hỗn loạn, nó lũng đoạn công việc của công ty này. Nhất là ông là một người con cái Chúa nữa thì ông càng không làm như vậy. Và ông nói là lúc đó là ông về ông rất là nhục và ông không có dám kể cho vợ con. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái sự đau đớn khóc lóc ông mới về, ông mới nói thật với vợ và với con và xin Chúa thương xót và vợ tha thứ. Thì từ đó ông mới là thay đổi, mới trở lại làm lại từ đầu, ông đi học lại từ đầu và ông làm lại từ đầu và ông mở lại công ty nhỏ. Và cho đến khi mà ngày nay đó thì ông trở thành một thương gia nổi tiếng ở nước Mỹ này. Nhưng mà người ta phần lớn không có biết cái quá khứ của ông. Ông nói đó là ai cũng có lỗi lầm hết, mà cái người biết nhìn nhận mình sai và biết sửa đổi đó mới là người của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất là cảm động với cái tinh thần đó. Mà quý vị thấy ngày hôm nay có nhiều người đó họ không bao giờ nhận họ sai, họ sẽ tranh đấu cho đến giọt máu cuối cùng, họ sẽ tranh đấu cho đến chết đến khi cũng không nhận là mình sai. Tại sao? Ai cũng sai hết á, sai thì sửa, không ai là trọn vẹn, nhân vô thập toàn. Cho nên ông Phaolô ông nhắc với Timôthê đó là hãy tránh những cái ham hố. Và ham hố đời này đó không phải chỉ là tiền nữa, mà ham hố của đời này là cái tiếng, cái danh vọng của mình, cái sĩ diện của mình, là cái mình cũng cần phải tránh. Cho nên đó là điều thứ nhất, là trong câu số 11 phần A. Điều thứ hai mà ông Phaolô ông nói đó, muốn làm người của Đức Chúa Trời có đời sống tinh kính đó, chẳng những là tránh xa cái ham hố của đời, nhưng mà cũng phải theo đuổi hay là tìm kiếm. Cái thứ nhất là flee, thứ hai là follow. Flee là tránh xa, thứ hai là follow là theo đuổi hay là tìm kiếm. Thì quý vị coi ở trong câu số 11 phần B nè, mà tìm điều công bình, tinh kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Đó là những cái mà chúng ta theo đuổi, chúng ta tìm kiếm. Cái chữ tìm kiếm này đó quý vị, là cái từ người ta dùng cho cái chữ là săn mồi. Mình biết những người thợ săn đó, không phải là, tôi không phải nói những người săn cho nó vui, nhưng mà những người săn mà buổi sáng đó họ dở cơm, họ đi ra ngoài rừng để họ săn á, là tới chiều họ phải mang một cái con thú, một cái thức ăn về cho vợ con, cho gia đình. Cho nên tất cả những người đàn ông buổi sáng á, là họ đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài rừng để họ săn và họ phải đem thức ăn về cho gia đình của mình. Thì cái chữ đó là cái chữ này đó, cái chữ tìm kiếm, theo đuổi những cái cần thiết cho đời sống tâm linh của mình và cho những người thân yêu của mình. Thì ông Phaolô nói đây là những cái mà chúng ta cần phải theo đuổi, đây là những cái chúng ta cần phải tìm kiếm đây nè quý vị. Thứ nhất là sự công bình. Sự công bình này không phải là sự công bình của con người, mà sự công bình là sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự công bình của Đức Chúa Trời đó, nó rất là chậm, nhưng mà nó rất là trọn vẹn và chắc chắn.
sự công bình của con người đó, nó có thể phán quyết rất là nhanh nhưng mà nó bất toàn và nó thường sai lầm. Cách đây không lâu thì tòa án họ phải tuyên bố trắng án cho một người da đen. Vì ngày trước đó, khi họ kết tội cái cậu thanh niên da đen này lúc 14 tuổi là kết tội giết người và bỏ tù chung thân. Nhưng mà sau đó khi DNA tìm ra được đó, và hơn nữa là cái người sát thủ đó họ tiếp tục họ giết người hàng loạt đó, nó giống như cái chuyện trước đó, thì 34 năm họ giam một cái người sai lầm, để rồi trong 34 năm đó cái tên sát thủ đó nó tiếp tục nó hoành hành ở ngoài và nó giết thêm người nữa, trong khi cái người vô tội đó lại bị giam ở trong tù và họ phải tuyên bố là cái người này đã bị lầm, cho nên họ phải bồi thường lại cho người này. Nhưng mà cái con số bồi thường nó không có đáng kể nữa, vì 34 năm bị tù đày, cái cuộc đời thanh xuân nó qua rồi. Cho nên sự công bình của con người là không phải mình tìm sự công bình của Chúa. Cho nên thí dụ như quý ông bà chị em đây, mình sống đời sống mà bị người ta vu oan hay là người ta nói này nói kia, chúng ta cứ bình tĩnh, vì họ không có đủ cái tư cách để họ nói sự công bình của Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có cái tư cách để nói sự công bình của Chúa. Cho nên ông Phaolô ông nói là chúng ta cần phải theo đuổi tìm kiếm sự công bình của Chúa, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi những điều ấy nữa. Đó là Matthew đoạn 6 câu 33. Thứ hai là chẳng những tìm kiếm sự công bình mà là sự tin kính nữa. Sự tin kính ở đây là cái gì? Sự tin kính ở đây là cái ở bên trong. Sự công bình là đời sống chúng ta thể hiện ra cho những người khác, mọi người đều thấy cái con người chúng ta. Không phải là con người trọn vẹn, nhưng mà con người công bình. Mình đúng thì mình nói đúng, sai mình nói sai. Mình thấy mình lỗi thì mình nói lỗi. Chứ mình không có pha cái gì hết trơn á. Một thì ra một, hai thì ra hai, chứ không có doctor, không có sửa đổi cái gì hết á. Nhưng mà đó là bề ngoài. Nhưng mà cái người chỉ được công bình á là khi họ có cái lòng tin kính ở bên trong. Cho nên tìm kiếm sự công bình á là bên ngoài, nhưng mà sự tin kính á là giữa mình với Chúa. Cái đức tin, cái sự tin kính đó, nó nằm ở bên trong. Thứ ba là cái mình tìm kiếm đó là cái đức tin. Đức tin ở đây á, là đang nói đến những cái sự dạy dỗ của lời Chúa. Sự dạy dỗ này nó có thể đến từ những người giảng lời Chúa, có thể đến từ Kinh Thánh để chúng ta học. Tôi mỗi buổi sáng thì tôi dành cái thời giờ để tôi tĩnh nguyện đọc Kinh Thánh riêng. Rồi khi tôi tập thể thao hay tôi đi bộ đó thì tôi nghe bài giảng của những mục sư mà tôi đã thường nghe từ lúc tôi còn thanh niên, và tôi vẫn còn nghe loạt bài giảng của cố mục sư Nguyễn Bá Quang. Tôi vẫn còn giữ và tôi thỉnh thoảng tôi cũng còn nghe. Nếu mà ở lúc tôi còn thanh niên đó là tôi tuần nào cũng vậy, tôi nghe những bài giảng của mục sư Quang, nhất là cái loạt bài Corinto thứ nhất. Lúc mà tôi còn ở trong quân đội đó thì tôi đặt mua cái bộ đó, cho nên mỗi tuần hai tuần như vậy cái tôi nhận được một cái cassette từ nhà thờ, từ hội thánh đó, của mục sư Quang giảng đó. Tôi nghe đi nghe lại, nghe rất nhão cái băng luôn. Đó, và cho đến ngày hôm nay cũng còn một số đầy tớ Chúa, người Mỹ, người Anh, người Việt có. Để mình được gì? Được cái sự dạy dỗ của đời sống đức tin. Mình lớn cách mấy, mình già cách mấy, mình vẫn cần phải có thêm cái đức tin, tức là sự hiểu biết của lời Chúa. Tôi không phải nói về ân tứ, tôi không phải nói về nói tiếng lạ hay là chữa bệnh này. Cái đó nó có ở trong một cái phạm vi khác. Nhưng mà cái chữ đức tin ở đây đó là đang nói về niềm tin thì đúng hơn là đức tin. Và sự công bình, tin kính, đức tin thì cần phải có sự yêu thương. Không có yêu thương đó, thì đừng gọi là Chúa. Tôi sợ nhất đó, là khi mình nói mình là người yêu thương mà mình không có yêu thương. Cho nên cái chữ yêu thương á, là cái không phải để nói. Chữ yêu thương không phải là cái để mình đặt tên cho con hay là đặt tên cho hội thánh. Mà cái chữ yêu thương đó là cái để mình sống.
thà là mình không có chữ yêu thương mà mình có yêu thương, còn hơn là mình đặt tên mình là agape hay là yêu thương hay là tình thương mà mình không có. Tôi không phải nói là những nơi mà họ đặt tên là họ không có, nhưng mà là thà không có đặt tên mà có tình thương còn hơn á, là đặt tên tình thương mà không có tình thương. Cho nên cái chữ tình thương ở đây á, là đang nói đến cái tình thương được thể hiện, chứ không phải để treo bảng lên hay là để gọi là gì tuyên bá. Tình yêu thương là để thể hiện chứ không phải để tuyên bá. Thứ tư là yêu thương, mà thứ năm đó là Kinh Thánh nói là nhịn nhục. Cái chữ nhịn nhục đó, cái gốc từ của nó đó, nó ghép từ hai cái từ khác nhau. Cái từ thứ nhất á là cái từ ở, cái từ thứ hai là dưới. Thì nó ra cái chữ là hupomone. Hupo là ở dưới, cái chữ hypo á, mone là ở. Thì cái chữ chịu đựng đây á là nó có cái hình ảnh của những người mà họ đứng, cái họ lấy những cái thửng, họ đỡ lên như vậy để những cái tên lửa nó bắn vô. Thì những người lính này họ cầm cái thửng, họ nằm ở dưới cái thửng như vậy, họ chấp những cái thửng với nhau để rồi những cái tên nó bắn và nó trúng vào cái thửng chứ không trúng vào những người lính của mình. Thì họ phải giữ như vậy đó, và thậm chí đó là kẻ thù mà đánh gọi là sáp lá cà đó, thì dù có là gươm hay là giáo hay búa mà nó sáng ở trên cái thửng của mình đó, thì những người lính giỏi này họ cũng vẫn cầm giữ cái thửng ở dưới như vậy đó. Thì họ phải chịu đựng để làm chi? Để giữ cho những người khác họ được bảo vệ. Thì cái chữ nhịn nhục là chữ đó. Hypomone là nằm ở dưới, chịu đựng ở dưới cái thử thách, cái hoạn nạn, cái cuồng nộ của những người khác hay là của hoàn cảnh. Đó là chữ nhịn nhục. Bình thường đó thì mọi việc đó êm trôi đó, thì mình không thể dùng chữ nhịn nhục được. Mà khi gặp hoạn nạn, gặp thử thách, gặp khó khăn, gặp vu khống, gặp những cái sự chống đối, thù ghét, hiềm khích, người ta nói nặng, nói nhẹ, người ta vu khống, người ta gọi là mạ lị, người ta bôi nhọ, mà lúc đó mình vẫn cứ bình tĩnh, mình vẫn chịu đựng, thì cái đó mới là thật sự đúng cái chữ là nhịn nhục là như vậy. Cho nên ở trong hoạn nạn, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần là cần phải nhịn nhục. Và nhịn nhục á, là không nói, không làm, không phản ứng lại. Nhưng mà nếu mà có đến lúc mà cần phải nói, cần phải làm đó, thì cái điểm cuối cùng á, là điểm thứ 6 đó, là mềm mại. Mềm mại. Nhịn nhục là không nói mặc dầu bị hoạn nạn. Mềm mại là khi cần phải nói đó thì nói những điều tốt lành, còn không nói thì thôi. Chứ không có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Đó là lời của Chúa dạy chúng ta, chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em. Thì quý vị thấy cái người của Đức Chúa Trời là như vậy. Cái người Đức Chúa Trời đó thì không thể nào, tôi nói thiệt cái điều này, không có tranh đấu cho quyền lợi của mình. Những cái người mà họ đứng ra để họ tranh đấu cho quyền lợi của mình ở trên mạng, ở trên TV, ở trên đài, ở trên email, tôi nói thiệt tôi không thể nào dám gọi đó là người của Đức Chúa Trời. Vì người Đức Chúa Trời là để Chúa bảo vệ chứ không phải mình tự vệ cho mình. Người Đức Chúa Trời không có tranh đấu cho mình mà để Chúa tranh đấu cho mình. Quý vị muốn biết người của Đức Chúa Trời là cái người nhịn nhục, cái người mềm mại, cái người yêu thương, có đức tin, có tin kính, có sự công bình. Nhiều khi á, chúng ta chỉ có yên lặng mà đi thôi. Chỉ có yên lặng mà đi thôi chứ không có gì khác. Chứ đừng như người ta đó là dí dầu bậu muốn nghỉ chơi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Thì cái đó là cái thói đời mà tôi thấy không phải đời thôi mà. Mà bây giờ con của Chúa, đầy tớ của Chúa mà bậu cũng gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra thì làm sao nó là người của Đức Chúa Trời được nữa. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Nhịn nhục là không nói không làm, mà nếu mà có nói có làm là nói những lời mềm mại giúp ích cho người khác, chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em. Rồi, như vậy là tránh xa theo đuổi tìm kiếm, và thứ ba đó là tranh đấu. Tranh đấu ở đây đó là trong câu số 12 và câu số 13 mà hồi nãy tôi
có nói cho quý vị đó là hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành. Cái chữ tranh đấu là cái chữ như vậy đó, đánh trận tốt lành, fight a good fight. Lạ lắm quý vị, cái chữ tranh đấu này đó nó là cái chữ để quý vị nhận ra cái chữ này, nó gọi là agonizomai. Agonizomai, agony. Cái chữ tiếng Anh đó là agony. Thì tiếng Anh chữ agony là từ tiếng Hy Lạp á, là agony, là đau khổ. À, cho nên cái chữ tranh đấu ở đây á, là chịu đau khổ với sự khổ đau. Đó là cái từ đó, chịu đau khổ với sự khổ đau. Đó, thì hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành. Có nghĩa là sao? Ông Phaolô ông nói đó, nếu mà chúng ta nói chúng ta có đức tin nơi Chúa đó, thì chúng ta phải chịu đau khổ với sự khổ đau. Là cái chữ đánh trận tốt lành. Không phải vì đời này, nhưng mà vì đời sau. Tại sao? Vì đó là vì đức tin. Quý vị coi tiếp câu số 12 nè. Bắt lấy sự sống đời đời, chứ không phải sự sống đời này. Quý vị thấy không? Tức là mình chịu đau khổ với sự khổ đau vì đức tin mà bắt lấy sự sống đời đời, chứ không phải sự sống đời này. Chúng ta thấy người ta chỉ tranh đấu về sự sống đời này không à. Họ muốn cái bây giờ, họ muốn cái quyền lợi, họ muốn cái chức vụ, họ muốn cái này, cái kia, họ tranh đấu về cái đời này. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói là tranh đấu về cái sự đời đời. Ma quỷ nó giành giật những linh hồn của những con người hư mất ở chốn không trung. Mà chúng ta ở đây lại tranh đấu những cái mà nó hư không, nó không có ý nghĩa gì hết. Bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Tức là tranh đấu cho cái gì? Tranh đấu cho đức tin, tranh đấu cho sự sống đời đời, tranh đấu vì sự kêu gọi của Chúa, và tranh đấu vì lời chứng tốt cho Chúa. Đó là bốn điều mà chúng ta tranh đấu. Bởi vì nhớ cái chữ tranh đấu á, là chịu đau khổ với sự khổ đau. Chịu đau khổ với sự khổ đau. Vì đức tin chúng ta phải chịu cái đó. Như vậy, đời sống tin kính của người Đức Chúa Trời đó là thứ nhất là tránh xa ham hố của đời. Thứ hai là theo đuổi tìm kiếm những việc ở trên trời. Thứ ba là tranh đấu cho những việc của đời sau chứ không phải việc đời này. Và cuối cùng là thứ tư là trong câu số 14 đó, là tuân giữ điều răn của Chúa. Quý vị xem ở câu 13, 14 là trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật. Đây là chủ đề của Bồi Linh và truyền giảng trong hai tuần qua tuần này đó, là Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống. Và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ Phi-la-át. Ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Như vậy cái chữ không phải chỉ giữ mà là ở nữa. Vì nó có hai chữ ở đây, câu số 14 mình thấy là phải giữ điều răn và ở cho không vết tích. Thì cái chữ giữ và chữ ở đó nó đi chung lại với nhau đó, thì nó ra cái chữ là tuân giữ. Giống như là trong Giô-sê đoạn 1 câu 8 đó, quý vị nhớ đó. Giô-sê ông viết là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Rồi gì nữa? Cẩn thận làm theo mọi điều đã được chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Có nghĩa là chúng ta không phải chỉ giữ lời Chúa hay là đọc Kinh Thánh mà chúng ta còn phải làm theo nữa. Cho nên cái từ đó tôi gọi đó là tuân giữ điều răn của Chúa. Fasten on, guard, watch. Cho đến khi nào? Cho đến khi Chúa trở lại thì chúng ta mới xong cái công việc của mình. Ông giáo sĩ đi qua bên Phi Châu cùng với vợ của mình.
qua bên đó phục vụ được một thời gian cũng gặp rất là nhiều sự đau đớn, đắng cay. Bà bệnh lên, bệnh xuống, rồi cuối cùng Chúa cho bà sanh được một đứa con. Sanh đứa con xong đó, thì bà bệnh, bà băng huyết, bà chết. Ông giáo sĩ, ông chồng đó, nuôi con mà vẫn tiếp tục chức vụ. Sau đó một thời gian đó, khi đứa bé nó khoảng đâu được 10, 13 tuổi gì đó, thì ông mới thấy mệt mỏi và ông xin đi về. Ông xin đi về Mỹ. Thì trên cái chuyến đi về Mỹ á, lúc đi á, là hai người là chồng với vợ, mà lúc về á, là cha với con. Người vợ mất rồi. Thì đây là lần đầu tiên đứa con trai nó trở về nhà với bố nó, là đất mà nó chưa bao giờ biết. Thì trên cái chuyến đường về đó, cùng cái tàu đó là có vị tổng thống đi, đi du ngoạn, đi xã giao, đi ngoại giao ở bên Phi Châu và đi săn và về. Thì khi tàu cập bến thì người ta ngưng hết, ngăn hết tất cả những người hành khách không được xuống tàu và phải dành cho phái đoàn của tổng thống xuống trước. Thì xe, trống, kèn, họ diễn hành ở phía dưới trải thảm đỏ. Và họ đánh trống, thổi kèn, ca hát, nhảy múa để đón vị tổng thống đi, đi ngoại giao và đi săn bắn trở về. Đó. Thì ông tổng thống, ông đi ra chiếc tàu xuống và đi hết rồi đó. Người ta cuốn thảm đỏ, xe cộ đi hết đó. Thì bây giờ mới tuyên bố cho những người trên tàu được xuống. Thì hạng... hạng first class, hạng thương gia đi trước, hành khách cao cấp đi trước, và cuối cùng là những hạng thấp, third class, ông giáo sĩ cùng với đứa con trai không có tiền cho nên phải ở ở tuốt dưới gầm tàu, cho nên là những người sau cùng mới xuống tàu. Thì khi xuống tàu thì đứa con nó mới hỏi bố là bố, không có ai đón mình hay sao? Sao tổng thống đi có nhiều người đón mà bố đi hầu việc Chúa mấy chục năm rồi về nhà mà không ai đón hết vậy? Thì ông bố mới nói là con ơi, mình chưa về tới nhà. Mình chưa về tới nhà. Thì nó hỏi là như vậy nhà của mình là ở đâu? Nhà của mình là trên trời chứ không phải dưới đất. Mình về tới trời, về với Chúa. Khi Chúa trở lại đón mình về thì lúc đó có thiên sứ sẽ ca hát, thổi kèn tiếp đón mình. Còn bây giờ mình chưa có về nhà. Mình đi từ nơi này tới nơi khác chứ chưa phải là nhà. Trần thế chẳng phải quê hương. Chúng ta đây thân lữ hành. Nhà cha trên nơi thiên quốc chất chứa bao châu bảo tàng. Cho nên ông phải dạy cho đứa con đó, là mình đi đâu đi dưới đất này nó cũng không phải là nhà, chỉ có khi về với Chúa, ở trong nhà của Chúa mà thôi. Cho nên xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta đó, là đời sống mà Chúa ban chúng ta không phải chỉ đời sống đời này, mà Chúa ban cho chúng ta đời sống đời đời. Mà nếu mà chúng ta có được sự sống đời đời đó, thì chúng ta cũng cần phải có đời sống đời này như thế nào đó, mà chúng ta được Chúa gọi là người của Đức Chúa Trời, là người có đời sống tin kính, tránh xa ham hố của đời, theo đuổi tìm kiếm những việc trên trời, tranh đấu cho những việc đời sau và tuân giữ sự dạy dỗ của Chúa cho đến ngày gặp Chúa. Xin Chúa ban phước và xin Chúa nhắc nhở giúp đỡ cho quý vị, quý ông bà, chị em. Và chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta sống như thế nào để chúng ta được đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúng ta cầu nguyện một lời, rồi nếu mà có ai ở đây muốn muốn cầu nguyện để tiếp nhận Chúa, tôi không biết là có thân hữu hay không, thì quý vị bấm lên cái giơ tay để cho thầy Phúc và cô Hạnh biết, để rồi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho quý vị. Hoặc là quý vị có ai muốn tái dâng cuộc đời của mình cho Chúa, để cho chúng ta sống ngày hôm nay, muốn cam kết làm người của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng sẽ cầu nguyện như vậy. Xin quý vị hiệp ý với tôi để cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời dạy của Chúa cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con
biết ơn Chúa vì sự ban cho sự sống đời đời là món quà. Trong khi đó thì chúng con vẫn chờ đợi Chúa trong cuộc sống đời này để có đời sống tin kính, đẹp lòng Chúa và được làm người của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong quý ông bà, anh chị em chúng con ở đây, nếu có thân hữu chưa một lần nào tiếp nhận Chúa, thì xin Chúa cũng dạy dỗ và nhắc nhở cho để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nhận rằng Chúa ơi, con là người có tội và con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết chuộc tội cho con. Con xin tiếp nhận sự hy sinh của Chúa và sự tha tội của Ngài và huyết của Chúa đổ ra để tha tội cho con. Con cảm ơn Chúa vì điều đó. Và con cũng cầu nguyện cho những ông bà anh chị em chúng con ngày hôm nay muốn tái dâng cuộc đời của mình để có một đời sống tin kính, để được gọi là người của Chúa, thì xin Chúa Ngài cũng giúp cho quý ông bà anh chị em chúng con được ơn của Ngài để tránh xa ham hố của đời, theo đuổi tìm kiếm những sự công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại của Chúa, và tranh đấu cho đức tin, tranh đấu cho sự sống đời đời, tranh đấu về sự kêu gọi, tranh đấu để làm chứng tốt cho danh Chúa, và chúng con có thể tuân giữ lời dạy của Ngài cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nhà chúng ta dâng lời vui mừng tạ ơn Chúa vì chúng ta đã nghe được lời Chúa qua đầy thứ Chúa đã dạy dỗ trong buổi tối hôm nay. Tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta là con cái của Chúa, ai cũng muốn rằng chúng ta sẽ là một người của Đức Chúa Trời, sống đẹp lòng Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Tối hôm nay chúng ta dành thời gian, nếu quý vị nào muốn cầu nguyện được cảm động sau bài giảng này, xin quý vị cứ tự do đến với Chúa để cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thực hành được những điều chúng ta học trong tối hôm nay. Xin kính mời quý ông bà anh chị em tự do đến với Chúa trong sự cầu nguyện đáp ứng. Tôi xin kính mời thầy Phúc thay mặt cho nhóm học Kinh Thánh để cầu nguyện với Chúa đáp ứng trong giờ này. Ông mục sư đã chia sẻ về sứ điệp của ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa, Chúa nhắc nhở cho chúng con trên hết là tình yêu thương. Chúng con phải yêu thương lẫn nhau, chứ chúng con không thể nào có cái danh nghĩa là tình yêu thương mà đời sống của chúng con không có yêu thương. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con gạt bỏ mọi sự, mọi cái tôn giáo, mọi cái lĩnh vực ra một bên để chúng con bám lấy tình yêu thương của Chúa, và chúng con vâng phục lời hằng sống của Ngài mà chúng con yêu thương lẫn nhau. Chúng con hòa lòng hiệp nhất cùng với nhau để làm sáng danh Chúa ở trên đất này, cũng giống như Chúa Giêsu, Ngài đã tôn cao danh Đức Chúa Cha và làm sáng danh Cha ở tại thế gian này, thì chúng con là con cái của Ngài, chúng con cũng làm sáng danh Chúa, và chúng con đi đến đâu cũng tôn cao danh Chúa. Chúng con không tôn cao chúng con, nhưng mà chúng con tôn cao danh Ngài. Danh Ngài trên hết muôn danh, vua trên hết muôn vua. Và chúng con có chia sẻ về cái tình yêu thương của con người, nhưng mà chúng con đem tình yêu thương của Đấng Christ đến cho muôn người. Vì Chúa ban cho chúng con cái tình yêu thương thì chúng con cũng yêu thương những người lân cận, những anh chị em chúng con. Thế ấy, chúng con cảm tạ Ngài vô cùng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con biết đoàn kết lại với nhau. Vì nếu chúng con ở trọ mà chúng con không còn có cái sự đoàn kết thì làm sao lên vương quốc của Ngài, về nhà của Ngài mà chúng con đoàn kết với nhau được. Xin Chúa cho con chúng con đáp ứng có cái sự yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau
gạt bỏ đi những tôn giáo, những hệ phái qua một bên. Vì ngày và giờ con thấy là rất là rằng và người lân cận của chúng con họ vẫn còn nhẫn nhơ, chúng con thấy rất là đau lòng. Chúng con có cái tâm tình hiệp nhất lại cùng với nhau, tay nắm tay cầu nguyện Chúa mở đường để phúc âm của Ngài được vang ra bởi sự hiệp một của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Mình Chúa sức dầu trên mục sư Nhân để ông được ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, để ông dẫn dắt con dân của Ngài bước đi theo lẽ thật của Ngài và giúp cho chúng con bám lấy lời dặn sống của Ngài. Chúng con không bám lấy tôn giáo, nhưng mà chúng con bám lấy Chúa Giêsu. Lời Ngài là lời hằng sống. Lời Ngài mang cái sự cứu rỗi trên đời sống của mỗi chúng con và người thân của chúng con. Tôn giáo không cứu được chúng con, nhưng chỉ lời hằng sống của Ngài mà thôi. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa cho chúng con biết làm muối của đất, làm ánh sáng của thế gian. Chúa cho chúng con biết mở miệng ra để nói về Chúa Giêsu cho người hàng xóm, cho người đồng làm việc ở công ty của chúng con, để họ cũng biết về Chúa Giêsu, để họ biết quay trở về nhà của Ngài. Chúng con cảm tạ cùng Chúa sử dụng chúng con trong những ngày sau rốt này để đem nhiều nhiều người về đầu phục và tuyên xưng đức tin là con cái của Đức Chúa Trời. Tuyên xưng đức tin Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chết thay tội lỗi cho nhân loại. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn mục sư Hồ Thí Nhân. Dạ. Ơn tất cả có mục sư Trung ở đây và quý đầy tới Chúa, quý ông bà, anh chị em từ các hội thánh xa gần đã cùng sum họp với chúng tôi ở trong thứ sáu để thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa và nghe lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng tôi được khích lệ rất là nhiều qua những buổi nhóm và thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài. Tôi tin rằng những người chung quanh của chúng ta ở khắp nơi, họ cũng sẽ được nghe và được khích lệ qua chương trình này để tìm đến Chúa. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị tiếp tục trong một tối thứ sáu có dịp tiện dành thời gian đến với chúng tôi ở trong Zoom này. Có số ID là 734-277-3761 và password là 5 số 7 là 77777. Nếu quý vị có còn liên hệ gì tìm hiểu thêm, quý vị có thể gọi qua đài tới Chúa có mục sư Hồ Thí Nhân có thể giúp thêm cho quý vị sự tìm hiểu lời của Chúa, hoặc là có muốn liên hệ để trong đường dây nhóm lại thì quý vị có thể gọi cho tôi số 864-501-8062. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ để kết thúc chương trình thì xin kính mời mục sư Nhân cầu nguyện và ban Chúa ban phước cho chúng ta. Dạ. Chúng con kính dâng cho Chúa lời cầu nguyện của chúng con và tấm lòng của chúng con, và con cầu nguyện nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời Ngài ban ơn lành cho quý ông bà anh chị em chúng con. Tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng với mỗi quý ông bà anh chị em chúng con từ ngày hôm nay cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa. Amen.